Sáng nay, Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Xây dựng. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội nghị nghe công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Cao Quang Hưng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn chúc mừng đồng chí Cao Quang Hưng được tín nhiệm trao trọng trách mới tại Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống ngành xây dựng Hưng Yên trong thời gian qua, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cũng như người đứng đầu để giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.